Ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, tại trụ sở Báo Sức Khỏe và Đời Sống đã diễn ra buổi phỏng vấn và ghi hình top 30 thí sinh lọt vào vòng 3 cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn. Buổi phỏng vấn đã diễn ra đầy sôi nổi, lan tỏa nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về dinh dưỡng hợp lý và vận động khoa học. Trước ngày diễn ra vòng phỏng vấn trực tiếp, không khí sôi nổi, hào hứng đã rộn khắp trong các diễn đàn của cuộc thi. 21 ứng viên tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc có mặt tại trường quay của Báo Sức Khỏe và Đời Sống để tham dự vòng phỏng vấn trực tiếp. 9 ứng viên còn lại được ban tổ chức bố trí tham gia phỏng vấn trực tuyến. Lần đầu tiên tham dự cuộc thi và cũng là lần đầu tiên đến với Hà Nội, ứng viên Hà Thị Mái ở huyện miền núi Phú Yên thuộc tỉnh Sơn La đã di chuyển gần 200 km. Do gặp khó khăn về phương tiện đi lại, ứng viên Hà Thị Mái chỉ có thể đi xe khách từ đêm hôm trước và có mặt tại Hà Nội lúc 1 giờ sáng. Đường từ Sơn La đến Hà Nội rất là xa và tôi đi xe thì trên chuyến xe của tôi chỉ có một mình nên là tôi rất là say xe. Các thí sinh tại Hà Nội có lợi thế hơn về khoảng cách. Từ rất sớm nhưng ứng viên đã có mặt để tranh thủ trò chuyện, giảm bớt căng thẳng trước khi vào vòng phỏng vấn trực tiếp. Rất nhiều ứng viên lần đầu đến với cuộc thi cũng là lần đầu đứng trước máy ghi hình, được trò chuyện cùng ban giám khảo. Điều này mang đến không ít áp lực cho họ. Không ít các ứng viên lo lắng về phần thi kiến thức cũng như chỉ số chiều cao, cân nặng, WHR. Khi được chương trình thông báo là ngày hôm nay đến đây phỏng vấn trực tiếp thì mình rất hồi hộp. Hộp đến mấy ngày, từ ngày hôm qua là tối là hộp lúc mà không thể nào ngủ được. Mà sáng nay là cố gắng dậy rất sớm để mà đi đến để phỏng vấn. Và trước khi đi đến đây phỏng vấn là mình rất hồi hộp, và vào phòng thì mình đến đây là đầu tiên mà mình được phỏng vấn một chương trình nó lớn như thế này, nên là nhiều khi là nói nó còn chưa lưu loát, nó còn rất là vấp váp rất nhiều. Đồng hành cùng các ứng viên trong buổi phỏng vấn không chỉ có vợ chồng mà còn có bạn bè, người thân. Trước khi bước vào vòng phỏng vấn, các ứng viên luôn nhận được sự động viên, cổ vũ của người thân để giảm bớt gánh nặng. Khi mà được biết đến cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần 2 thì người đầu tiên mà em đăng ký trên link form thì không phải là đăng ký cho em mà là đăng ký cho bố em. Và rất là may mắn bởi vì là trong cuộc thi này thì em đã có người đồng hành là bố của mình đến vòng 2, và may mắn là hai bố con cũng đạt trong top 100 của cuộc thi. Tuy nhiên là bố em không có được may mắn vào đến top 30. Tuy nhiên thì trong cái hành trình 3 tháng đấy thì em luôn được sự hỗ trợ và động viên từ bố mẹ, là chính là những người đã truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh dành cho em, và cũng là người luôn luôn sát sao đối với em. Và ngay sau khi Thuân nhận được cái thông tin là có tổ chức cuộc thi lần 2 thì ngay lập tức là Thuân đã đăng ký cho vợ mình ngay. Vì Thuân có một nỗi đau rất là lớn, Thuân giúp được rất nhiều người cải thiện về vóc dáng, cải thiện sức khỏe. Nhưng cái bên cạnh đấy thì cái việc là giúp đỡ của mình dành cho vợ mình thì bị hạn chế rất là nhiều. Một phần là lớn từ cái sức khỏe nền tảng bạn ấy rất là yếu kém, mặc dù đã tăng được khá là tốt rồi. Nhưng để đạt được chuẩn như hiện nay thì là gần như chưa bao giờ làm được. Đấy, và thực sự đấy là một cái khó khăn. Và ngay khi nhận được cả cái cuộc thi đấy thì tôi thấy đây là một cơ hội. Và chắc chắn cuộc thi sẽ là động lực rất là lớn để bạn được vượt lên chính mình. Đấy, vượt mình, và thân tin rằng với cái sự động viên của mình, với sự áp dụng chế độ dinh dưỡng thật sự là chuẩn và một cái lối sống năng lượng mạnh mẽ, thì thân tin là bạn ấy sẽ vượt qua một cái nhiệm vụ mà trước đây chưa từng làm được, có nhiệm vụ bất khả thi. Các ứng viên không chỉ mong ngóng tới ngày được phỏng vấn trực tiếp cùng giám khảo, quay video truyền cảm hứng mà còn háo hức được gặp những ứng viên trong top 30 để cùng chia sẻ hành trình đến với lối sống khỏe mạnh, tích cực. Không còn những e dè hay im lặng như lúc mới bước vào trường quay. Bằng sự tích cực, lan tỏa thông điệp sống khỏe, các ứng viên đã nhanh chóng hòa mình vào không khí sôi nổi tại buổi phỏng vấn. Đến với vòng 3 lần này thì mình có đặt mục tiêu một chút, đó là vượt qua kết quả của chính bản thân mình so với năm ngoái. Và so với năm ngoái thì mình muốn mục tiêu là góp mặt được vào vòng chung kết lần này. Khi đến với chương trình Tôi Khỏe Đẹp Hơn này, nó là một cái động lực để cho tôi quyết tâm chiến thắng, và tôi đi sâu vào được trong đêm chung kết để tôi phải giật được một cái giải. Đó là một cái động lực để tôi quyết tâm hơn, và tôi quyết tâm một cách phi thường. Vì vậy tôi đã liên tục ngày nào cũng tập luyện một cách đều đặn từ 60 phút
có những hôm chiều tôi tập thêm 60 phút nữa là 2 tiếng và tôi ăn đúng đủ đều cái lượng phần trăm chất dinh dưỡng mà cơ thể tôi cần. Tại buổi phỏng vấn, các ứng viên không giống như những đối thủ đang cạnh tranh trong các cuộc thi khác mà họ cùng nhau chia sẻ về chặng đường tìm lại chính mình, tìm đến lối sống tích cực và khỏe mạnh. Mỗi câu chuyện là một màu sắc riêng, không ai giống ai. Các ứng viên đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu và nhiều cảm xúc cho vòng 3 cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn. Buổi phỏng vấn trực tiếp vòng 3 kết thúc trong sự hân hoan và nhiều cảm xúc tích cực. Những ứng viên quay trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày, không quên tiếp tục theo đuổi hành trình sống khỏe của bản thân. Yêu cầu của cuộc thi ban đầu thì mình cũng nghĩ là cũng không đến mức độ quá khó, mình cứ cố gắng nỗ lực kiên trì, nhưng mà sau đó thì mình hiểu ra rằng là mình cũng cần phải có tìm hiểu để có một cái kiến thức nhất định nào đó thì mình mới có thể là thực hành đúng, thực hiện đúng các cái chế độ về dinh dưỡng và luyện tập. Thế và đồng thời là trong cái cuộc thi cũng yêu cầu rất nhiều những cái kỹ năng, ví dụ ngay đơn giản như cái chuyện là làm video để có thể là thể hiện được, truyền tải được cả cái quá trình của mình vào trong chỉ có 2 phút hoặc 3 phút thì cái đấy cũng là một cái rất là khó khăn, thách thức đối với thí sinh, và nó cũng là một cái việc mà có ý nghĩa vô cùng trong cái chuyện lan tỏa những cái video đó. Thì mình cũng chia sẻ cho những người xung quanh của mình, bạn bè, cơ quan đấy, cái quá trình làm như thế. Và hơn hết của cái cuộc thi này thì mình hiểu ra rằng là cái việc mà cải thiện cái chế độ dinh dưỡng rồi chế độ luyện tập là vô cùng quan trọng. Tại cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn, ngoài việc tìm ra những ứng viên có thay đổi tốt về các chỉ số cơ thể, ban tổ chức cuộc thi cũng mong muốn tạo ra một sân chơi ý nghĩa, một phong trào tập luyện khoa học, thực hành dinh dưỡng lành mạnh với tinh thần khỏe đẹp, lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp đến những người xung quanh. 4, 2, 3, tốt!